Tinh hoa gỗ Việt mộc hương xốp, mến chào các bác. Hôm nay thì tôi sẽ lên cái video về gỗ xưa và chọn hàng cho khách. Hôm nay thì có hai anh khách đặt cái vòng gỗ xưa bên tôi. Đầu tiên là cái vòng 12 ni nhé các bác, hàng xưa, xưa già, xưa đen này. Thì cũng nói luôn với các bác là bên tôi chỉ chủ yếu là bán xưa rừng, xưa Quảng Bình và xưa Bắc. À, chủ yếu là hai cái loại đấy. Và xưa Nam thì không có nha các bác. Hiện tại thì bên tôi có nhiều là xưa Quảng Bình và xưa Bắc. Đó. Ở đây thì hôm nay anh ấy, một anh khách ở Bình Dương, anh ấy xem được video clip của bên tôi thì anh ấy đặt cái vòng 12 ni. Anh ấy cũng nhỏ con thôi, cỡ tầm 55 cân. Anh ấy làm văn phòng cho nên là anh ấy muốn tôi tư vấn cho anh ấy một cái vòng gỗ xưa già, xưa rừng mà đeo phong thủy, mà đeo gọi là nó không quá phô. Như 55 cân là anh ấy đeo, có thể đeo 14 ni vẫn ok nhé các bác. Nhưng mà tôi tư vấn cho anh đeo 12 ni thôi. Vì cái vòng 12 ni này hạt của nó vừa phải, nó không quá thô, không quá to. Đeo nó không bị cộm tay khi mà làm văn phòng đánh máy, hay là mình có thể là đeo đồng hồ rồi thì mặc áo dài thì nó sẽ không bị cộm nha các bác. Có thể để vào bên trong áo luôn. Đây các bác nhìn tôi đeo thử cái vòng này vào nhé. Và anh ấy thích cái hồ lô này. Đó, anh ấy thích cái sỏ cái hồ lô như thế này. Đó, mình có thể đeo cái mặt hồ lô lên trên luôn cũng được, hoặc là đeo xuống bên dưới cũng được nhé. Tùy các bác thích đeo như nào cũng được. 12 ni thì nó có 17 hạt một vòng, 14 ni thì 15 hạt, 16 ni thì 14 hạt nhé các bác. Đây, như cái này là 16 ni này. Có cái 16 ni đây, 16 ni thì hạt nó khá là lớn, khá là to. Toàn bộ là xưa rừng Quảng Bình, xưa cao cấp nhé các bác, hàng VIP nhé. Những cái hàng phân khúc như này thì nó từ 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu cho đến 5 triệu một sợi nha các bác. Tùy theo kích cỡ, cũng như tùy theo chất lượng vòng nữa. Đấy là hàng cao cấp, hàng VIP. Còn những cái hàng mà phổ thông ấy, thì từ vài trăm đến hơn 1 triệu một sợi là đã, các bác có thể sở hữu một chiếc vòng gỗ xưa rừng, xưa Quảng Bình rồi, là chất lượng rồi. Còn nếu mà xưa Bắc thì giá nó sẽ giảm hơn một chút so với xưa Quảng Bình nha các bác. Rất là thơm luôn. Khi mà bỏ ra cái hương thơm của gỗ xưa thì nó rất là dễ chịu. Nó tỏa ra khi mà chúng ta đeo vòng thường xuyên sẽ được thưởng thức cái hương thơm của gỗ xưa. Nó gọi là khí mộc dưỡng ấy, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Những người nào mang đeo gỗ xưa thường xuyên thì cái sức khỏe, thể chất cũng như là cái về đường bệnh, về đường hô hấp là nó rất là ít nha các bác. Vì chúng ta thường xuyên tiếp xúc với cái hương thơm của gỗ xưa. Cái tinh dầu gỗ xưa này nó diệt khuẩn rất là tốt nha các bác. Vi khuẩn, virus các thứ là nó diệt rất là tốt. Bên tôi cũng có cái tinh dầu gỗ xưa mà chiết xuất nguyên chất ấy. Cái loại đấy thì cũng rất là ít thôi. Đó, rất là ít tinh dầu thôi. Tinh dầu nguyên chất ấy. Hàng đấy thì chỉ để sử dụng với mục đích là cho anh em là dùng cái tinh dầu đấy để chữa bệnh nha các bác. Đó, nhiều người ta mua về để chữa bệnh về đường hô hấp cũng như là về diệt khuẩn đấy các bác, sát khuẩn đấy, rất là tốt nhé. Và bôi vào những cái vết thương, nó làm lành vết thương rất là nhanh. Đó. Và vết thương là vết thương bôi bên ngoài da nhé các bác, chứ đừng bôi vào vết thương hở nhé các bác nhé, lưu ý. Các bác sử dụng, các bác nên lưu ý đọc kỹ hướng dẫn rồi các bác hãy sử dụng. Ví dụ những cái vòng gỗ này các bác đeo, nó tỏa ra cái hương thơm tự nhiên của tinh dầu rất là dễ chịu luôn. Đây, ví dụ anh ấy lấy cái vòng này, cái vòng này thì hương thơm của nó cũng rất dễ chịu, mát, thanh, nhẹ, dịu, rất là thư giãn luôn các bác. Đó, thì những cái loại gỗ mà nó có tinh dầu như là gỗ xưa này, gỗ hoàng đàn, gỗ đàn hương, gỗ trầm, thì những cái loại nó có đàn hương và xưa là vừa thơm vừa chất lượng gỗ tốt, đeo bóng đẹp. Thì anh cũng có xem video so sánh gỗ xưa và gỗ vương mộc tử đàn rồi. Vương mộc tử đàn thì nó sẽ thơm khác, nó không thơm như gỗ xưa nhé các bác. Và chất lượng gỗ của hai thằng này gần như là nó tương đương nhau. Đó. Thì các bác thích loại nào, vương mộc tử đàn Ấn Độ tiểu diệp thì nó sẽ của Ấn Độ, còn hàng xưa này là của Việt Nam 100% nhé các bác.
xưa Quảng Bình, xưa rừng Việt Nam. Tôi sẽ chọn cho anh sợi này và đã xỏ sẵn cái hồ lô rồi. Những cái sợi này là chưa xỏ hồ lô các bác đặt. Các bác muốn xỏ hồ lô như cái sợi của anh ở Bình Dương này thì các bác cứ báo là bên tôi sẽ xỏ cho các bác hồ lô nhé, theo yêu cầu nhé các bác. Xỏ hồ lô này nó cũng dễ thôi, đã có hạt hồ lô sẵn rồi và cứ thế là bỏ ra là xỏ thôi. Đó, cái dây này thì bên tôi xỏ cũng rất là chắc chắn này. Đó. Tiếp theo là cái đơn, một đơn của anh ở Long An. Anh ở Long An này thì cũng theo dõi bên tôi cũng tầm được khoảng hơn một tháng nay, cũng theo dõi đâu rồi đấy. À, thích cái vòng gỗ xưa Quảng Bình, xưa rừng này nhưng mà chưa biết, cứ nhắn tin Zalo của bên tôi là hỏi là cũng nhiều loại lắm, nhưng mà về sau là quyết định bây giờ là chốt cái vòng đốt trúc 10 ni này. Anh tầm 60 cân, anh có mic đeo cùng với cái đồng hồ nữa cho nên là anh thích cái vòng đốt trúc này, thấy tôi đeo cái vòng đốt trúc đẹp cho nên là anh nghe quyết định là lấy vòng đốt trúc chun sụn xưa Quảng Bình hàng già này, hàng VIP này. Đó. Các bác nhìn đây, bỏ cho các bác xem cái vân, các bác có nhìn rõ không nhỉ? Xem cận cảnh các bác nhé. Các bác nhìn cái thứ gỗ, chất gỗ của nó mịn chưa? Cực kỳ mịn luôn, mịn như da em bé các bác ơi. Nó gần như là không có thứ gỗ. Đó, sụn này, chun này. Đây, quay cận cảnh từng hạt cho các bác xem nhé. Các bác nhìn cái thứ gỗ của nó khiếp chưa? Quá mịn luôn. Hàng này là hàng chất lượng, hàng thừa nhé. Ở đây là tôi có mấy sợi, có 5 sợi thôi. Thì anh ấy lấy một sợi là còn 4 sợi nhé. Đó. Từ một cục gỗ, hàng này nó được gọi là xưa đen rồi nhé các bác. Được gọi là xưa đen của mình rồi nhé. VIP rồi. Và hàng đốt trúc này thì cực kỳ hiếm, ít lắm. Ít vòng đốt trúc lắm. Làm được vòng đốt trúc, nô vòng đốt trúc cũng khó khăn các bác. Kiếm gỗ khó lắm. Xẻ phôi tròn thì dễ hơn là xẻ phôi trúc nha các bác. Phôi trúc này nó tốn gỗ hơn. Cái hạt này là hạt 6 ly nha các bác. Hạt 6 ly và cái đốt trúc này 10 ly. Tay phù hợp với anh em là tay tầm 60 cân đổ lại. Rất là đẹp, 65 cân đeo được nha các bác. Rất chất lượng luôn. Đó. Và các bác có thể kích vào cái đường link bên dưới này để xem chi tiết cái hình ảnh sản phẩm cũng như là báo giá chi tiết từng vòng. Ở đây thì tôi có cả những cái loại vòng cao cấp như là vân đẹp như này này. Đó. Đấy cho các bác xem, đây là vòng 10 ni. 10 ni hàng chun sụn xưa Quảng Bình, vân mắt quỷ này. Đó, hàng này thì cũng cực kỳ hiếm nhá. Hàng này phải thửa mới có, thửa gỗ mới có, nhưng bình thường là gỗ bình thường không có đâu. Vân chun sụn 10 ni. Vòng này vòng cho nữ nhá các bác. Nữ nào mà thích gỗ đeo hàng VIP cao cấp và đeo sợi này tuyệt vời luôn. Chất gỗ quá đẳng cấp. Đó. Cho các bác sâu cho các bác xem này. Đây là xưa Bắc này. Xưa Bắc thì vân của nó khá là đẹp. Xưa Bắc mắt quỷ à, vân của nó này. Đằng này cũng rất chất lượng luôn. Thứ gỗ cũng rất mịn. Xưa Bắc nó cũng rất thơm nha các bác. Nó thơm rất là dễ chịu luôn. Mùi thơm nó sẽ khác xưa Quảng Bình. Xưa Quảng Bình thì nó sẽ thơm một cái đẳng cấp xưa rừng. Còn đây là xưa Bắc này là xưa trồng lâu năm thôi. Chứ nó không phải là xưa ở rừng. Xưa Bắc thường là xưa trồng nha các bác. Nó thường ở trong những cái cây đó, ở trong làng, trong xóm, trong thôn, trong đình, trong miếu, trong những cái khu vực mà nó công cộng như là công viên hay là đường, ngoài đường người ta trồng nhiều ở xưa Bắc, hoặc là trên những cái đồi ấy các bác. Chứ còn xưa rừng thì bây giờ rất là khó kiếm. Hiếm lắm, xưa già hơn 100 năm, 200-300 năm tuổi xưa Bắc là hiếm lắm, khó. Bây giờ chủ yếu là xưa trồng khoảng 40-50 năm là quá là ok rồi. Cả một đời người ấy các bác. Cây xưa cả một đời người. Đó. Đây là vòng xưa Quảng Bình. Xưa Quảng Bình thì bao giờ cái vân, các bác nhìn cái vân của xưa Bắc nhé.
đây sư bắc đây. Đó, mà cái màu sắc cũng như là cái vân của sư bắc thì nó rất là rộng, mà cái những cái khoảng cách và nó thưa, thưa vân ít vân, và cái khoảng cách giữa từ vân này đến vân kia nó rất là rộng, nó không dày như cái sư Quảng Bình. Sư Quảng Bình các bác nhìn nó gần như là không thấy vân luôn, à, rất là vân rất là nhỏ mịn và nó nhiều vân, nó dày vân đó, và nó xếp rất là xít nhau, các bác phải nhìn rất là kỹ mới nhìn thấy. Và cái màu sắc vân cũng nó cũng rất là đậm sậm nữa. Đấy, các bác nhìn cũng là sư rừng lâu năm, các bác nó gần như là già cứng như đá rồi. Rồi clip này tôi xin tạm dừng kết thúc tại đây. Các bác nào cần thêm thông tin về gỗ xưa hay là những sản phẩm gỗ xưa, các bác cứ đăng ký kênh theo dõi những video tiếp theo của Mộc Hương Shop hoặc xem lại những video cũ của Mộc Hương Shop. Các bác nhớ đăng ký kênh cũng như là ủng hộ tôi bằng một nút like, chia sẻ video. Cảm ơn các bác nhiều. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Hy vọng các bác sẽ lựa chọn được những sản phẩm ưng ý tại Mộc Hương Shop. Các bác cần tư vấn sản phẩm hay là cần mua sản phẩm về gỗ xưa hay những cái loại gỗ quý cao cấp như là hoàng đàn, đàn hương, vương mộc tử đàn, trầm hương, nu ngọc am, huyết long, bách xanh, các loại gỗ quý, gỗ thơm khác thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với Tinh Hoa Gỗ Việt, Mộc Hương Shop. Xin chào, cảm ơn các bác nhiều.